khởi nghiệp để thay đổi thế giới Bài viết đóng góp những ý tưởng và kinh nghiệm khởi nghiệp từ Berlec Makosiki đến nhà sáng lập thương hiệu Tâm, với thông điệp khởi nghiệp để thay đổi thế giới. Cuốn sách không chỉ truyền cảm hứng về sự quan trọng của việc khởi nghiệp, mà còn truyền tải thông điệp về tầm quan trọng của việc xã hội hóa kinh doanh. Cuốn sách còn giúp bạn khám phá những chiến lược kinh doanh hiệu quả, những lưu ý quan trọng khi bắt đầu một doanh nghiệp và cách xây dựng thương hiệu để đạt được thành công lâu dài. Ngoài ra, cuốn sách cũng đưa ra những bài học quý giá về việc gây quỹ và quản lý nguồn lực để giúp tăng cường khả năng tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Với thông điệp khởi nghiệp để thay đổi thế giới, cuốn sách này không chỉ dành cho những người đang tìm kiếm những lời khuyên trong việc khởi nghiệp mà còn dành cho những ai muốn xây dựng một doanh nghiệp với mục đích đóng góp cho xã hội hãy đọc cuốn sách này để trang bị cho mình những kiến thức kinh nghiệm và cảm hứng cần thiết để trở thành một doanh nhân thành công và có tầm ảnh hưởng đến xã hội mong rằng qua cuốn sách này các bạn sẽ nhận ra rằng không chỉ với những ý tưởng lớn lao những quyết định chiến lược đúng đắn mà còn bằng những hành động đơn giản nhỏ nhặt chúng ta cũng có thể thực hiện những dự án sản phẩm nhỏ để tạo ra sự khác biệt bạn có thể khởi nghiệp một cách nhẹ nhàng và hãy trao dồi kiến thức rèn luyện kỹ năng và tìm kiếm đam mê của mình để biến giấc mơ khởi nghiệp thành hiện thực